hỗ trợ, sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết cho người nghèo, từ lâu đã trở thành chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang lại mái ấm an cư cho những hộ gia đình đang gặp khó khăn về nhà ở. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê đã giúp nhiều bà con hộ nghèo hiện thực hóa ước mơ có được căn nhà kiên cố để yên tâm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Là một trong những hộ nghèo trên địa bàn phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê, vừa qua anh Tăng Viết Hùng được hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây mới lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Trước đây, anh Hùng cùng 8 thành viên khác trong gia đình phải sống chật vật trong ngôi nhà với diện tích chưa đến 20m². Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn, nên việc sửa sang lại nhà ở với gia đình anh Hùng là điều xa vời. Đây có sự hỗ trợ của mặt trận các cấp, ước mơ của gia đình anh đã được hiện thực hóa. Rất là mừng. Thì bây giờ thì xong, nói chung là có bây giờ có chỗ ở ổn định đó, thì bây giờ mình đi làm thôi, mình không có lo nghĩ nữa. Rồi cuộc sống thì bây giờ là cũng đỡ hơn trước. Cảm ơn cái ban mặt trận phường, rồi thường trực đảng ủy, rồi ủy ban có sự quan tâm sâu sắc đã kiến nghị đề đạt cái nguyện vọng của nhân dân, của dân chính lên mặt trận của quận Thanh Khê và cung cấp các nhà hảo tâm đã tạo mọi điều kiện. Đây là thực sự và hôm nay có một căn nhà khang trang đẹp để cho mà gia đình hưởng cái tuổi già, trước hết là ba người già. Anh Tăng Viết Hùng là một trong số nhiều trường hợp trên địa bàn quận Thanh Khê được nhận hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở từ nguồn quỹ của mặt trận và các nguồn vận động xã hội. Bám sát và nắm bắt hoàn cảnh của từng gia đình, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở là nhịp cầu nối để hộ nghèo tiếp cận chính sách một cách kịp thời. Riêng về công tác an sinh xã hội thì tập trung đi khảo sát, vận động ngay từ năm trước kìa. Thì chúng tôi đã tới hỗ trợ làm tất cả các giấy tờ và giấy phép xây dựng cho từng nhà. Đa số những hộ nghèo thì họ không cắn là giấy tờ nhà đất, do đó thì Ủy ban dân phường cùng với mặt trận cũng đã hỗ trợ để làm tất cả các thủ tục của người dân. Do đó thì khi nộp lên cấp trên thì cũng đã được đồng ý hỗ trợ và hoàn thành. Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài, nhưng công tác vận động quỹ vì người nghèo trên địa bàn quận Thanh Khê đạt và vượt kế hoạch được giao. Toàn quận vận động được số tiền khoảng 5,2 tỷ đồng. Trước thềm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Khê đã và đang nỗ lực hoàn thành chương trình hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà đại đoàn kết để bà con nghèo kịp đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp. Là năm nay quận ủy Thanh Khê đã đưa ra một cái chủ đề rất là gần gũi, đó là cái tăng cường công tác an sinh xã hội và trật tự xã hội mỹ quan đô thị. Thì chính như vậy mà mặt trận quyết tâm phấn đấu, và chúng tôi đã hoàn thành là 18 nhà xây mới, sửa chữa là 52 nhà, với cái mục tiêu để là giúp cho người dân yên tâm. Chăm lo nhà ở cho người nghèo được xem là một trong những chính sách thiết thực và hiệu quả để tạo động lực thoát nghèo bền vững trên địa bàn thành phố. Mặt trận các cấp với vai trò cầu nối tiếp tục kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ người nghèo để có thêm nhiều hơn những mái ấm đại đoàn kết đến với các hoàn cảnh khó khăn.